Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Với chủ đề bữa hôm nay đó chính là ăn tôm hùm. Thì bữa hôm nay tôm hùm là 13.99 đồng một thao các bạn. Hồi cách đây mấy năm về trước khi mà dịch Covid á, thì tôm hùm chỉ có 9.90 đồng một thao thôi. Bây giờ nó lên tới 13 đô la một thao luôn, ok. Cho nên bữa hôm nay mình vẫn ăn các bạn. Bây giờ mình sẽ mua tôm hùm về ăn các bạn ha. Tôm hùm con. Tôm hùm. Bây giờ mua về xào rừng ăn các bạn ơi. Giờ để mình lựa mấy con tôm hùm bự bự đi các bạn, lựa mấy con tôm hùm bự bự đi ha. Rồi để mình về mình xào ăn. Hai con, nhảy đi. Ba con. Kêu mình kêu họ lấy con bự các bạn ơi. Ở bên Mỹ đó. Còn có bán ké nữa nè. Ké. Phùm ba nu. Ké đỏ cái hồi. Ba con luôn. Bữa hôm nay mua ba con tôm hùm mà có 133 pound các bạn. Hôm gài ở bên Facebook kiếm được gần 3.000 đô la. 3.000 đô la mà bỏ ra có 100 mấy đô la để ăn tôm hùm à. Quá lời các bạn ơi. Quá sướng. Rồi các bạn ơi. Mình đã về tới nhà rồi. Nhân tôm hùm đã trở lại với ba con tôm hùm. Mình một con, mẹ một con và vợ một con. Còn con mình nó chưa biết ăn thì không cho nó con một thôi. Trời ơi. Giấy đành đạch luôn các bạn. Giấy đành đạch luôn. Bây giờ đi chế biến đó nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã chặt cái con tôm hùm ra rồi. Bữa hôm nay mình sẽ nấu tôm hùm theo một cái kiểu, nó gọi là tôm hùm xào theo kiểu gọi là Louisiana các bạn. Nói chung là mình sẽ đi lăn bột chiên giòn nó sơ qua, xong rồi mình sẽ xào với hành rừng các bạn ha. Rất là thơm ngon béo bở luôn, mình đã làm rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ làm lại cho các bạn coi. Bây giờ mình đã chặt ra, mình đã cắt ra sẵn hết rồi. Khi mà ăn nó sẽ dễ hơn các bạn nhé. Mình biết các bạn không thích coi cái phần giết mổ rồi, cho nên mình sẽ cắt qua khúc đó. Mình chặt xong, mình rửa nước xong rồi thì mình được một gỗ tôm hùm gì các bạn. Ba con tôm hùm các bạn ha. Mình đã luộc ăn rất là nhiều lần rồi, nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ quay trở lại với lại cái ok các bạn ơi. Nếu mà các bạn mới coi kênh của mình chắc các bạn sẽ rất là sốc khi mà thấy cái chảo này các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn coi kênh mình từ xưa tới giờ thì các bạn rất là quen thuộc. Tại vì đây là cái chảo mình chuyên dùng để mà nấu tôm hùm với lại goldfish. Ok. Đó. Bây giờ thì mình sẽ để cho nó khô đi các bạn, ráo đi các bạn ha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình có một cái bịch bột chiên tôm và một bịch bột chiên chuối ha. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vô đây đi. Một cái trứng vô đây, xong rồi mình bỏ nước vô các bạn. Bỏ cái nước vô. Quậy nó lên. Thêm nước thì trong khi vô cho đặt vào cho lỏng. Khỏi miếng tại ngoài mà lại có sót mình xào rồi. Cái này mình chỉ chiên để cho cái con tôm nó được chín thôi các bạn ha. Lát nữa mình sẽ làm cái nước sốt riêng. Để cho các bạn nào mà mới coi kênh Nhân Lì mà không có muốn coi là những video cũ thì đây là sẽ là video mới cho các bạn coi. Cái bột này là công ty Kim Tự Tháp. Cái bột này là công ty Kim Tự Tháp sản xuất ở Mỹ các bạn, chứ không phải là bột Vĩnh Thuận bên Việt Nam các bạn ha. Nhà mình còn thịt nạc xay mà. Còn. Ok.
Trong khi mình đợi cái chảo sôi lên thì mình sẽ trộn bột đi các bạn ơi. Dạ, tôm hùm sốt hành gừng. Tôm hùm thì mình làm rất là nhiều món các bạn. Các bạn có thể nấu tôm hùm nấu canh nè, tôm hùm bây giờ bên Việt Nam người ta ăn tôm hùm với phở các bạn. Tôm hùm với phở luôn, ok. Bây giờ mình sẽ trộn bột đều lên đi. Trong khi đợi cái chảo dầu sôi thì mình sẽ quậy nó đi. Cái này làm rất là lẹ các bạn, không có lâu đâu, sẽ rất là lẹ ăn thôi. Bây giờ cái chảo của mình nó sắp sôi các bạn, cho nên mình sẽ chiên cái đầu trước đi ha. Bây giờ mình sẽ lăn cái bột nè. Lăn nó qua các bạn nhìn nè. Đó. Mình làm như vậy á, khi mà mình xào xong á, cái nước sốt nó sẽ thấm vô cái con này các bạn. Đó, mà thấy giờ đó. Nó thấm vô rất là ngon các bạn ơi. Đây là một công thức nổi tiếng của một đầu bếp nào đó rất là nổi tiếng mà mình không biết tên các bạn. Hồi đó mình coi ở đâu mình quên mất tiêu rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Tiếp tục cái đầu khác đi. Cái này mình chỉ chiên sơ, mình không có chiên chín nha các bạn nha. Tại lát nữa mình phải xào nữa. Hấp dẫn. Nguyên một cái đuôi lobster tail luôn. Thơm quá các bạn ơi. Cái bột này á các bạn biết không? Mình chiên lên không gì nó cũng thơm nữa. Mình không cần niêm mà mình không cần phải niêm gì chứ nó đó, mình chiên gì xong á cái bột nó chín là mình vớt ra được các bạn, tại vì lát nữa mình sốt đó, nên cái nước sốt nó sẽ dính vô đó, nó sẽ ngon hơn. Hỏa mấy cái kèn nữa bỏ đây luôn. Thơm quá các bạn ơi. Đó.
Nhân Ly đã trở lại chương trình nấu ăn cùng Nhân Ly kiến cúc. Bột lắm chứ là tại vì nó không để nó không để chậm nóng. Bây giờ chỉ là giai đoạn 1 thôi các bạn nhé, chỉ là sơ chế thôi đó. Bây giờ mới là cái phần mà nêm nếm nè, nêm nếm mới là ngon các bạn. Ở đây thì mình đã có một cái hỗn hợp nước sốt rồi, thì ở trong đây mình sẽ chia sẻ với các bạn công thức mà mình làm: dầu hào, nước tương, nước mắm, muối đường, bột ngọt. Thơm quá. Sốt chanh dây, sốt bằng ngư. À, bây giờ mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên đi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ mở lửa lên cho nó khô cái chảo này đi các bạn ha. Ở đây mình đã có sẵn hành tím nè, mình đã cắt ra rồi. Gần nè, rồi tỏi nè. Và mình đã pha nước sốt bên kia rồi. Bây giờ thì mấy cái này là nãy mình chiên qua sơ rồi, các bạn đã thấy rồi đó. Bây giờ thì cái này nữa. Đó, cho các bạn coi nè, đó. Bây giờ đợi cái chảo khô lên là mình sẽ bỏ nó vô, xong mình xạo lên là ăn được các bạn ơi, đơn giản lắm. Bỏ gừng vô nữa ăn cho nó phê, có gừng mới phê các bạn. Ok, bây giờ thì cái chảo của mình nó khô đó bạn ơi. Hồi xưa mình ở Việt Nam mình thích coi, biết cái ông đầu bếp ổng làm cái này mà. Bỏ dầu vô, xong rồi bỏ tỏi vô phi. Đó, hồi xưa ở Việt Nam mình đi coi mấy ông đầu bếp làm cái này vui lắm. Thơm quá. Bữa nay Nhân Lì sẽ trổ tài nấu ăn cho fan hâm mộ cũ và fan hâm mộ mới coi. Dạ, fan hâm mộ. Không gài, mình có một lượng fan hâm mộ mới đáng kể các bạn. Không biết fan hâm mộ cũ của mình có coi kênh của mình nữa không. Bây giờ là kênh của mình đang chuyển qua chuẩn bị ăn mừng 400.000 subscriber các bạn nhé. Bây giờ 300.000 đối với Nhân Lì là bình thường. Bây giờ là bên 400.000, 500.000, 600.000, 700.000 và 1 triệu subscriber. Nói thật sự chứ các bạn biết hồi xưa có được 100.000 cũng vui lắm các bạn. Bây giờ có 300.000 có nghĩa là mình đã có 3 nút vàng các bạn. 3 nút vàng. Thơm quá các bạn ơi, tỏi phi thơm quá, thơm quá. Rồi. Bây giờ cho nó vàng chút xíu đi các bạn ha. Mình biết các bạn nãy giờ coi cái video clip này là các bạn chảy nước miếng rồi, mình cũng chảy nước miếng mà. Cái con tôm hùm này á, người ta nói các bạn chỉ cần làm, các bạn bọt cái bạn với người Mỹ á, họ đợi lên cái nồi nước sôi á, họ nhúng nó vô tầm 10 phút là họ vớt ra là ăn được. Không, hơn 10 phút là nó sẽ hơi bị dai, cho nên các bạn đừng có sợ con tôm hùm này nó không chín nha. Có nhiều người còn ăn con tôm hùm này ăn sống các bạn, ăn sashimi á. Nhưng mà thôi ăn chín nó ngon hơn các bạn. Có nhiều người họ lấy con tôm hùm này họ về họ tái chanh nó ăn sống luôn các bạn. Rồi xét cái nè. Chưa. Trời ơi thơm quá. Thơm quá các bạn ơi. Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Khói mà nó cũng thơm nữa các bạn. Yeah.
quá, thơm quá, thơm quá. Gà chết rồi. Bây giờ mình đã thấy nó chuẩn bị khét các bạn, cho nên mình sẽ đem nước sốt qua. Bây giờ đổ sốt vô. Wow, một cái xèo. Nó đẻ quá. Đó, cái tinh hoa của cái món ăn bữa hôm nay là cái nước sốt này các bạn nhé. Tôm hùm chỉ là phụ thôi, quan trọng là cái nước sốt. Các bạn vô, các bạn vô nhà hàng Mỹ họ không có làm giống vậy đâu. Nhà hàng Mỹ họ chỉ luộc đơn giản thôi các bạn. Luộc xong rồi nước lên đổ tôm chấm. Đây nó sôi xong rồi mình đổ tôm vô các bạn ha. Lát nữa cái mình đậy đắp lại, cái mình rưới nó lên thấm vô các bạn. À, bây giờ thơm rồi đó các bạn ha. Càng sôi thì nó càng thơm. Đó, nó sôi đó. Trời ơi, nhìn kìa. Cho một cái càng vô đi. Cho hai cái càng vô đi. Trời ơi, cái càng này bự quá các bạn ơi. Đó, tổng cộng là 3 con tôm hùm thì có 6 cái càng các bạn nhé. Rồi, cho cái đầu vô luôn. Đó, chưa gì mà một chảo đó bạn thấy không? Sở dĩ mà mình mua cái chảo bự này á, không biết ông Hoài các bạn thấy cái chảo bự không, chứ nó thật sự cái chảo nó bự lắm nha các bạn. Đó, hết nước chấm luôn. Bây giờ mình không dùng đũa nữa mà mình phải dùng tới cái này các bạn. Cái này là cái muỗng cơm của mình. Nó qua một cái để cho nước sốt nó thấm đều. Ok, để kiếm cái nắp này. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để cho nó chín. Bây giờ trong khi mình đậy thì mình sẽ lên mình dọn bàn các bạn ha. Các bạn biết cái tô này là gì không? Tinh hoa của con tôm hùm nằm đây. Gạch đó. Nếu mà bây giờ mình bỏ nó vô đây mình xào á, cái gạch nó sẽ bể hết các bạn. Cho nên mình gom lại hết, mình để vô một chén ăn cho nó đã các bạn ơi. Đó, mình nghĩ ra hồi xưa mình ăn tôm hùm bạn, mình không có biết bạn, mình cứ bỏ đây nè. Mình xào qua xào lại mấy cái này nó bể hết trơn à. Uổng quá. Ok.
Bây giờ mình sẽ xào nó lại cho nó ngon các bạn. Xong rồi mình sẽ thưởng thức các bạn ơi, phê quá, phê quá. Dần cái này nó sôi các bạn ha. Mình sẽ bỏ cái đó vô. Mình sẽ xào cho các bạn thấy cái sự khác biệt. Bây giờ nhìn nó thấy ghê đúng không? Bây giờ mình bỏ vô ha. Nè nhìn nè. Thơm lắm các bạn ơi. Thơm lắm các bạn ơi, đừng chê nhé, đừng chê nhé. Đậy lại cho nó chín lẹ. Ngon quá. Để mình chở cái này đi. Thôi không được rồi. Thơm 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 thơm. Bây giờ là cái bước cuối cùng của công đoạn hôm nay các bạn ơi. Bây giờ là nhìn bỏ cái này vô là đẹp lắm luôn. Bỏ gừng vô là nó đẹp cái video liền. Thơm lắm. Chuẩn bị ăn mẹ ơi. Thơm lắm các bạn ơi, thơm lắm, thơm lắm. Ok các bạn ơi, như vậy là xong rồi. Wow. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Bây giờ mình lấy đây mình rắp nó ra đây các bạn ơi. Gắp nó kìa. Ồ. Ồ. Ồ trời ơi. Trời ơi. Các bạn nhìn cái sốt nè. Nó chảy 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 nè.
Bây giờ lên ăn thôi các bạn ơi.